Xin chào các bạn đến với Phương's Kitchen. Bạn nào mà yêu thích các món bánh mì ngọt thì các bạn không thể nào mà bỏ lỡ qua cái món bánh mì cà phê Pavarotti này, hay là còn gọi là coffee bun. Đây là một loại bánh mà đặc biệt ở chỗ là bên ngoài của nó giòn rụm, nhưng mà bên trong thì rất là mịn và xốp, đặc biệt là cái phần đáy bánh nó phải thấm đượm cái phần bơ như vậy nè. Và khi các bạn bẻ miếng bánh ra, bên trong nó không có được phép đặt ruột. Phương đã ăn cái chiếc bánh này rất là nhiều lần ở Hàn Quốc, và mình xem những cái video clip hướng dẫn của nhiều bạn thì Phương cũng không hiểu tại sao các bạn không nhấn mạnh ở cái chỗ này. Cái lớp bánh ở bên trong á, thấm đượm cái phần bơ rất là ngon. Phương đố bạn nào mà ăn chiếc bánh này mà chỉ ngừng lại ở cái thứ nhất, chắc chắn các bạn phản cái thứ hai. Có thể là các bạn làm xong mẻ bánh này và nhất định là phải lôi bột ra và làm thêm một mẻ nữa tại vì nó quá ngon đi. Nhưng khổ nỗi chiếc bánh này nó cũng có rất nhiều đường và rất là nhiều bơ, cho nên mỗi lần Phương làm thì mình cũng chia ra cho người này người nọ mà mình chỉ dám giữ là một cái hai cái ăn thôi. Mình bắt đầu vào làm cái cốt bánh mì. Cốt bánh mì thì bạn nào từng làm bánh mì cũng biết rõ những cái bước quen thuộc. Trước tiên Phương sẽ cần ở đây là 200 ml sữa tươi nguyên kem lạnh, độ béo là 3,5%. Ở đây mình có 3,8% cũng được, càng béo thì thực ra là càng ngon. Để bánh có thêm độ béo và trắng thơm ngon thì mình phải cho thêm bột sữa. Các bạn sử dụng cái loại bột sữa này cũng được, mình mua ở chợ châu Á. Ở bên Mỹ thì hình như là bán ở Walmart cũng có nữa. Không thôi thì các bạn cứ dùng cái loại mà mình uống cà phê, sữa bột mà mình cho vào cà phê. Mình dùng là 3 muỗng canh. Thì Phương cân ở đây là Phương có cái muỗng mình đo được từng gram thì mình thấy là khoảng chừng 16 đến 17 gram. Hai muỗng canh đường là khoảng 30 gram. Trong làm bánh có những cái nguyên liệu mà mình phải đo đúng chính xác từng gram, nhất là men và bột nổi. Chứ lúc nào mình cũng nhắm chừng thì thật ra nó không có đúng đâu các bạn. Mình cần có 4 gram muối. Mình sẽ cần men ngọt là yeast, tiếng Đức thì gọi là Hefe. Mình có cái gói men khô, các bạn sử dụng 4 gram. Còn nếu mà các bạn sống ở nơi nào giống như là bên mình thì mình mua được men tươi thì mình sẽ dùng là 12 gram. Men tươi cái trọng lượng của nó luôn là gấp 3 lần cái trọng lượng của men khô. Nhưng do hiện tại là mùa đông cho nên là mình sẽ tăng chút xíu cái phần men này lên khoảng 15 gram men tươi. Nếu dùng men khô thì mình chỉ rắc vào và mình khuấy đều. Còn men tươi thì mình sẽ phải bóp cho nó vụn ra chút xíu. Sau đó mình sẽ khuấy đều cho nó tan cái phần đường và phần men. Mình không có kích hoạt men hoặc cũng không có nhất thiết là phải đợi cho nó nổi gạch cua. Làm bánh mì thì mình luôn có thời gian nhồi bột rất là lâu, cho nên là cái lực ma sát sẽ làm cho bột nóng. Nên từ đầu mình sẽ dùng sữa lạnh và men cũng sẽ hoạt động trong lúc mà mình nhồi bột rồi. Các bạn không cần phải kích hoạt. Khi mà các bạn kích hoạt bột men sớm quá thì cái bột nó sẽ rất là nhão và nó nở tè le. Lúc đó mình sẽ không có xác định được là khi nào là bột nhồi đạt hay không đạt. Bột mì thì các bạn nên dùng cái loại mà bột dành cho làm bánh mì ở Việt Nam là số 13. Ở bên Đức, chỗ mình ở thì dùng số 550. Độ đạm là 12%. Các bạn đừng có dùng bột mì đa dụng. Bột mì đa dụng làm cũng được, nhưng mà cái bánh sang ngày hôm sau hoặc là để một hồi thì nó sẽ rất là mau khô và không có xốp và mềm như là mình dùng cái bột 550. Đây là hai cái hiệu bột mà mình thường rất là dùng của chợ Kaufland. Bạn nào mà sống bên Đức thì biết ha. Các bạn có thể dùng hai cái loại bột này đều rất là ngon. Mình sẽ cân vào đây là 300 gram. Mình sẽ dùng cái cây xoắn của cái máy stand mixer để mình trộn sơ chút xíu. Mình phụ máy cái giai đoạn đầu thì máy nó nhồi sẽ nhanh hơn. Sau đó mình sẽ gắn vào trục và mở máy. Tốc độ thấp nhất là số 2. Phương sẽ cho máy chạy 2 phút. Tùy loại máy các bạn sử dụng mà các bạn phải xem là mình có cần thêm thời gian nhồi hay là ít hơn. Tại vì máy công suất mỗi máy mỗi khác nhau và cái thời gian mà mình đưa ra ở trong mỗi video đó chỉ là thời gian các bạn tham khảo. Các bạn nên tự nhìn để mà xem, để tập cái kinh nghiệm nhìn độ đạt của bột. Khi mà bột đã thành khối như vậy sau 2 phút thì mình tiếp tục cho bơ. Mình sẽ sử dụng ở đây là 30 gram bơ. Bơ phải mềm, nó không có cứng mà nó cũng không có mềm nhũn ra thì
Bơ nó sẽ làm cho bột của mình rất là bị nhão. Mình dùng bơ nó còn lạnh và mình ấn vào thì nó có cái độ mềm vừa phải. Mình sẽ mở tốc độ cho máy chạy số 2 là tốc độ chậm. Trong vòng 3 phút, máy của Phương có 10 số. Cho cái phần bơ này từ từ nó thấm vào bột. Và khi nào mà các bạn thấy không còn bơ nữa thì mình có thể ngừng máy. Trong làm bánh mì, thời gian ngừng rất là quan trọng. Nó có rất là nhiều mục đích. Nhất là mình cho cái bột có thời gian để nó ngấm nước. Cái thứ hai là cho cái sợi gluten, những cái sợi dây liên kết đàn hồi tạo nên cái độ da dẻo trong bánh, có thời gian nó được hình thành. Cái thứ ba là mình cho máy nghỉ. Và cái thứ bốn là mình cho cái bột của mình cũng có thời gian nó không có bị lực ma sát làm nóng quá. Trong đây có bơ nên nếu bột mà nóng quá thì cái bơ nó sẽ bị tách nước và bột bị nhão và mình sẽ không có thành công được với cái món bánh mì này. Phương sẽ đậy cái khăn lại và mình ủ ở đây là khoảng chừng 2 phút. Thời gian đầu các bạn có thể ủ lâu chút xíu, 5 phút cũng được nữa. Nhưng mà khi mà cái bột của mình đã bắt đầu hình thành những sợi gluten thì các bạn không có ủ quá lâu. Tại vì lúc đó mà các bạn ủ lâu quá thì những cái sợi gluten nó đã quá vững chắc và mình mở máy mình nhồi lại tốc độ mạnh thì những cái sợi gluten nó sẽ đứt trở ra và nó sẽ làm cho bánh của mình không có được xốp và giống như là các bạn làm bánh mì hoa cúc thì tại sao mà bánh nướng lên nó không có xé sợi được mà nó có cái độ bời rời là tại như vậy. Có nghĩa là các bạn nhồi quá mức cần thiết. Bây giờ thời gian đầu khi mà cái khối bột nó còn nhão á, thì mình có thể nhồi nhanh được. Nhanh có nghĩa là tốc độ khoảng trung bình 5 tới 6. Tại vì máy có 10 số thì tốc độ số 6 là tốc độ cho phép mình nhồi bột. Các bạn không bao giờ nhồi nhanh hơn mức số 6. Mình mở máy tốc độ số 6 nhồi 3 phút. Sau 3 phút thì mình sẽ ngừng để cho các bạn xem. Nhìn như vậy tất nhiên là bột chưa có đạt. Phương cho bột nghỉ tiếp 2 phút. Đây là bánh có hàm lượng bơ chất béo cao cho nên là cái khối bột của mình không được phép nóng hơn 26 độ C. Ở đây Phương đo được là 22,8 là rất là chuẩn luôn do từ đầu mình có sử dụng sữa lạnh. Và mình vẫn tiếp tục nhồi tốc độ số 6 trong vòng 3 phút tiếp theo. Sau 3 phút Phương lại kiểm tra bột, kỳ này mình thấy cái âu bột của mình nó rất là sạch. Khối bột nó cũng thành khối dẻo quẹo hơn. Nhưng mà khi mà mình tách cái khối bột khỏi cái trục á, thì mình thấy nó vẫn còn rất là bị dính. Và mình bóc thử một cục bột kiểm tra xem cái độ đàn hồi của bột. Thì mình thấy là bột mình đã có thể kéo thành một cái màng mỏng như vậy. Nhưng mà nó vẫn chưa có thực sự là mịn màng. Thật ra các bạn ngưng lúc này cũng được, nhưng mà nếu mà các bạn muốn bánh nó có cái độ xốp mịn hơn thì mình nên nhồi thêm khoảng chừng 2 phút đến 3 phút nữa, nhưng mà các bạn hạ xuống tốc độ số 4 thôi. Coi như là mình không có nhồi tốc độ nhanh nữa mà rất là chậm để mình không có làm đứt những cái sợi gluten này. Tại đây là cái công đoạn quan trọng, càng về sau thì các bạn càng không được phép nhồi nhanh. Tức là tính từ lúc cho bơ tới giờ thì Phương nhồi khoảng chừng 9 phút. Mình tháo cái khối bột khỏi trục thì nó tự tuột xuống như vậy nè. Coi như là nó không có dính vào trục nữa. Là rất là tốt. Xé nhỏ cái một cục bột thì mình kéo giãn từ từ ra. Mình thấy nó có cái độ giãn đàn hồi. Căng như là mặt trống như vậy. Nó rất là tốt. Tốt hơn là cái lúc đầu mình kiểm tra. Như vậy là đạt. Mình sẽ cho bột ra tô và ủ. Cho chút xíu bơ vào tay và vào cái tô. Các bạn ở bên Đức có thể kiếm mua cái loại này hiệu Ruff tốt hơn là hiệu Dr. Oetker. Mình sẽ làm động tác là gom khối bột lại thành một cái khối thật là chặt và thật là mịn. Nghĩa là mình túm nó xuống như vậy nè, từ trên các bạn túm xuống thì bột nó rất là láng mịn. Nhiệt độ của khối bột sau khi nhồi hoàn tất thì nó vẫn chưa cao hơn 26 độ C, tức là rất là tốt. Phương sẽ bọc giấy kiến.
food wrap để mình giữ cho bột không bị khô. Các bạn cứ để như vậy nhiệt độ phòng trong vòng 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi tùy cái khí hậu chỗ bạn ở nóng hay lạnh. Chỗ mình đang bên ngoài trời tuyết rơi cho nên mình sẽ cho vào lò nướng mà mình sẽ mở đèn và không có mở nhiệt. Kiểm tra hiện tại nhiệt độ là 23 độ C thì Phương sẽ mở đèn để cho nó ấm chút xíu. Sau 20 phút ủ, Phương kiểm tra thấy nhiệt độ nó tăng lên 27 độ, chỉ có cái đèn mà nhiệt nó ấm lên vậy đó các bạn. Thì mình phải tắt bớt đèn đi nha, không thôi thì nó sẽ rất là nóng và bột sẽ bị tách bơ và có vị hơi chua chua. Trong thời gian ủ mình sẽ làm phần bơ để mình cho vào bên trong bánh. Nhiều công thức thì chỉ lấy bơ cắt thành những cái viên nhỏ nhỏ và túm bột lại thôi. Nhưng mà cái bánh này thực sự là rất là ngon hơn nếu các bạn cho thêm đường vào đây. Phương đã từng thử dùng cái công thức mà chỉ dùng bơ lạc. Nó không ngon, nó rất là nhạt nhẽo, nó không đúng cái vị. Phương sẽ cho ở đây là 80g bơ lạc. Các bạn dùng cái loại mà có muối càng ngon. Do mình hiện tại chỉ có bơ lạc cho nên mình sẽ cho vào đây là khoảng chừng 1/4 muỗng cà phê muối. Bạn nào mà có đường bột, các bạn có thể dùng đường bột thì bơ và đường bột nó sẽ hòa tan dễ hơn là các bạn dùng đường cát. Chủ yếu sao cho cái phần bơ và đường nó hòa quyện với nhau thôi chứ mình không có cần phải đánh bông hay gì hết. Để tạo thêm cái mùi hương khi mà cái bánh nướng xong nó có cái vị thơm ở bên trong nữa đó thì mình sẽ cho vào đây là khoảng chừng nửa muỗng cà phê hương cà phê, có nghĩa là coffee extract. Nếu mà không có thì các bạn cho qua bước này cũng không có sao, tại nhà mình sẵn có nên mình dùng thôi. Phần bơ mình sẽ cho ra một cái food wrap. Frischhaltefolie là tiếng Đức. Mình sẽ ém lại đây và mình cho vào tủ đông đá. Nhất định là bơ phải thật là cứng khi mà các bạn dùng để cho vào bên trong bánh. Để lát nữa mình nướng bánh thì bơ nó sẽ không có bị tan chảy ra ngoài. Đây là khối bột của mình sau khi ủ được 1 tiếng. Thật ra là 1 tiếng 15 phút. Các bạn nhìn thấy bột nở rất là tốt. Nó nở hầu như là gấp 2.5 luôn, chứ không phải là gấp 2 nữa các bạn. Và ở bên dưới mình thấy có những cái lỗ khí. Và bột rất là mịn. Các bạn không cần phải nhồi lại gì hết, mình chỉ lấy tay mình ấn cho nhẹ thôi, cho những cái bọt khí to nó bể. Và mình chia khối bột này thành 12 phần. Khối bột này có trọng lượng là 600g, 12 phần tức là mỗi cái bánh sẽ là 50g. Mỗi phần bột mình sẽ túm tròn lại cho nó thật là mịn và chặt, vê cho tròn. Và mình sẽ để ở đây khoảng chừng 15 phút. Nhân bơ mình lấy ở trong tủ đá ra và cũng chia làm 12 phần bằng nhau. Để lát nữa tạo hình bánh có hình dáng đẹp và tròn thì các bạn có thể ém thành một cái hình trụ. Và lát nữa mình sẽ cắt những cái khoanh bơ này thành những cái hình tròn. Thì bánh của bạn sẽ đẹp hơn là nếu các bạn để cái viên bơ nó hình vuông. Mình chuẩn bị cái khay nướng bánh có lót giấy nến. Mình sẽ cần có 2 cái khay này, mỗi khay là 6 cái bánh. Các bạn có thể cho cùng lúc 12 cái lên một khay nhưng mà nó sẽ rất là chật. Đây là cái cách tạo hình Phương sẽ giới thiệu cho các bạn. Có nhiều bạn làm thì các bạn sẽ cán miếng bột nó hơi bị mỏng và to. Khi mà mình cho cục bơ vào bên trong thì cái bánh nó sẽ có nhiều cái chỗ trống ở bên trong và khi bánh nở thì nó sẽ nở theo cái bề ngang và bánh nó bị dẹp, hình dáng nó sẽ không có đẹp. Thí dụ như là cái bánh này Phương cũng có làm thí nghiệm cho các bạn xem. Và bánh cũng không có cái hang, như là nó không có rỗng ruột. Còn một cách nữa Phương thấy cũng có nhiều bạn làm, các bạn sợ bơ khi nướng tan chảy ra ngoài thì các bạn làm 2 lớp bột. Tức là cục bột 50g các bạn thường hay chia làm 2 phần. Một phần thì mình túm cái cục bơ bên trong và cái phần bơ này, phần bột này mình lại cho vào một cái lớp bột nữa. Như vậy thì cái bánh ưu điểm thì nó sẽ giữ được cái hình dáng vuông tròn cao, đẹp. Nhưng mà bánh nó sẽ đặc ruột và bơ nó không có tan chảy ra tạo thành một cái hang ở bên trong thấm đượm cái lớp bơ. Đây là cũng là một cái khuyết điểm, mặc dù nó hình dáng rất là đẹp nhưng mà nó vẫn đặc ruột.
Cho nên cái cách Phương thường hay làm và muốn giới thiệu cho các bạn là các bạn đừng có cán bột, các bạn chỉ đè miếng bột, miễn sao cho nó vừa đủ to để các bạn túm trọn cái cục bơ lại, và mình làm động tác giống như là mình gói bánh bao vậy đó. Và mình cũng không có cần phải làm cái vành bánh phải mỏng hơn ở bên trong. Cái bánh này đặc biệt là cái đế bánh nó phải dày để khi mà mình nướng bánh bơ nó không chảy ra ngoài. Ở phía trên nó thì nó mỏng để bánh có cái độ phồng cao lên khi nướng. Phương cũng hay làm thêm một cách nữa để tránh cho bơ chảy ra ngoài và cái hình dáng vẫn giữ đẹp. Là cục bột 50g này mình sẽ trích ra một phần là 5g, thật là nhỏ thôi, nhỏ đủ để mình bọc cái cục bơ thôi. Mình sẽ kéo ra giống như là mình làm cái động tác là mình kiểm tra bột coi có kéo màng hay không đó. Thì các bạn sẽ kéo cho nó mỏng thì là mỏng ra, mình bọc cục bơ bên trong. So với nhiều công thức khác thì công thức này có cái nhân bơ ở bên trong nhiều so với cái tỷ lệ bột. Cho nên là khi nướng các bạn sẽ thấy là bơ nó tan chảy ra và nó thấm đượm vào cái phần đáy bánh. Ăn rất là ngon. Còn nếu mà các bạn giảm cái phần bơ thì bánh nó sẽ rất là khô. Và khi ăn các bạn thấy không có cái gì đặc biệt. Nó chỉ là một cái bánh mì ngọt có cái hương cà phê. Chứ nó không có đúng cái kiểu như là Pavarotti. Pavarotti Phương ăn ở Hàn Quốc thì cái phần đáy bánh nó phải thấm đượm cái phần bơ và bên trong nó phải rỗng ruột và nó cũng có cái vị bơ và cà phê bên trong nữa. Sau khi tạo hình bánh thì mình sẽ đợi cho bánh nở thêm chút xíu nữa, khoảng chừng 70%. Mình đừng có đợi bánh nở gấp đôi nha các bạn. Trong lúc thời gian đợi thì mình sẽ làm cái phần kem cà phê để phủ lên bánh. Kem cà phê thì mình sẽ dùng bột cà phê hòa tan. Hoặc là các bạn muốn có thể tự pha cà phê đen đặc cũng được. Nhưng mà cái lượng nước thì các bạn phải cẩn thận, tại vì mình chỉ cần khoảng chừng 20ml. Ở đây Phương sẽ dùng là 2 muỗng cà phê bột cà phê hòa tan. Cho vào đây là 3 muỗng cà phê nước sôi. Để phần cà phê đặc này ở đây cho nó bớt nóng, mình sẽ sang làm tiếp cái công đoạn mình đánh bơ để làm mà nhân kem. Mình sẽ dùng là 80g bơ. Bơ mềm nhiệt độ phòng, mình dùng bơ cứng thì rất là khó đánh. Các bạn cho vào đây là 70g đường. Bạn nào có đường bột thì càng tốt. Ở nhà mình thì hết đường bột rồi. Mình sẽ có thể dùng cái máy đánh trứng để mình đánh cho nó mau hòa quyện và nó tan với nhau hơn. Tại mình cũng làm biếng lấy cái máy ra. Thao tác của mình sẽ là khuấy tròn, sau đó các bạn giọng thẳng đứng xuống cho bơ nó rớt xuống, xong rồi tiếp tục khuấy. 70g đường nghe có vẻ thì cũng hơi nhiều, nhưng mà nó quan trọng để tạo nên cái phần kem phủ ở bên trên được giòn rụm sau khi nướng. Cho tiếp vào đây là một cái trứng gà size vừa, size M. Và các bạn cứ tiếp tục khuấy đều. Nếu dùng máy đánh trứng các bạn đánh ở tốc độ thấp thôi nha. Mình không cần phải đánh cho thật là bông đâu. Cho tiếp vào đây nữa là 80g bột mì đa dụng. Bột mì đa dụng thì nó sẽ cho cái lớp topping của mình ở bên trên nó có cái độ giòn hơn. Dùng máy đánh trứng thì mình khoan mở máy mà mình phải tự xoay vài vòng cho cái bột nó thấm đều rồi mình mới mở máy nha, chứ không thôi là nó văng tung tóe luôn. Cho tiếp theo cái phần cà phê đặc mà hồi nãy mình đã pha vào đây. Phần cà phê này các bạn phải bảo đảm là nó đã nguội chứ nó không có được nóng. So với nhiều loại bánh mì ngọt khác thì cái bánh này nó có nhiều công đoạn. Cái phần mình làm cốt bánh, làm nhân kem bơ, rồi làm kem phủ. Rất là hơi mất công chút xíu, nhưng mà khi các bạn ăn thì cái thành phẩm nó rất đáng cái công mình bỏ ra, các bạn tin mình đi. Bạn nào mà chưa thử cái món bánh này thì nhất định phải thử nha. Phương cho kem vào cái túi bắc kem, cái phần kem này nó sẽ hơi đặc cho nên cái túi bắc kem nếu được thì mình sử dụng cái loại nào mà nó hơi dày một chút. Còn nếu không có các bạn sử dụng cái Ziploc, cái túi ni lông bình thường cũng được. Nhưng mà chọn cái loại túi dày. Khi mà bánh chưa có ủ đủ thời gian thì cái phần kem này các bạn có thể cho vào tủ lạnh khoảng chừng 10-15 phút cũng được, để cho cái bơ nó đặc lại chút xíu. Tại vì nếu mà cái kem nó bị lỏng quá, các bạn bắt lên bánh khi nướng thì nó sẽ chảy tè le xuống.
Còn nếu mà nó đặc quá thì khi mình bóp kem lên bánh sẽ bị hơi nặng tay chút xíu thôi. Mình sẽ cắt cái đầu nhọn này có bề ngang là khoảng 5 mm. Bánh sau khi nở được 70% chứ không phải là nở 100% thì mình sẽ bắt cái phần kem này lên trên. Các bạn cứ đi đều, chỗ nào mà nó có khe hở cũng không sao, lát nữa nó tan chảy thì nó sẽ phủ đều thôi. Và nhiều bạn thì không có thích bánh bị phủ kem nhiều quá thì khi nướng nó sẽ chảy xuống cái phần đáy. Nhưng mà nhà mình đó nha, là mình rất là thích cái phần kem mà nó phủ xuống, nó nằm ở xung quanh, xong mà khi nướng nó có cái độ giòn giòn, ăn như là bánh quy. Bánh ủ được khoảng 30 phút thì các bạn có thể mở lò nướng, chuẩn bị lò nóng 180 độ C. Phương vặn trước là 185, tại vì lúc mình mở cửa là nó sẽ bị hao hụt hơi ra ngoài đó. Và khi mình cho bánh vào thì mình chỉnh xuống 180, lửa trên lửa dưới, không có mở quạt, trong vòng 15 phút. Và mình để cái khay bánh ở chính giữa lò. Cái phần bơ nó sẽ chảy ra ngoài chút xíu, đó là bình thường. Nhưng mà do cái nhiệt nóng cho nên là nó sẽ thấm ngược trở vô, nó sẽ khô thôi, các bạn đừng có lo. Nhà mình ai cũng rất là thích ăn những chiếc bánh mà nó có những cái vành ở xung quanh như vậy. Bánh này các bạn không có làm cái hương vị cà phê, mình cũng có thể làm hương vị cacao cao. Mình dùng bột cacao cao, hoặc là ở đây là Phương làm bột trà xanh. Bột trà xanh thì mình sẽ dùng một muỗng cà phê, pha vào đây là 3 muỗng cà phê nước ấm. Các bạn dùng nước sôi là cái bột trà xanh nó bị vón cục nha. Và mình cũng tiếp tục làm các bước tiếp theo như là hồi nãy Phương đã hướng dẫn, cho vào phần kem và mình bắt lên bánh. Thời gian nướng cũng y chang vậy thôi. 12 cái bánh Phương nướng làm 2 mẻ, mỗi mẻ là 6 cái. Trong thời gian mẻ bánh đầu tiên được nướng thì cái mẻ thứ hai các bạn phải để cái chỗ nào mà cho nó mát chút xíu để bánh không có bị nóng và bị nở quá đà. Có lần Phương nướng 12 cái chung với nhau thì khi mà nó nở thì nó hơi bị dính vào nhau chút xíu. Còn nếu mà cho hai khay cùng một lúc vào lò thì nó sẽ nở không có được đều cho lắm. Đây là cái bánh vị trà xanh. Phương cảm nhận thì Phương vẫn thích cái vị cà phê hơn. Bánh Pavarotti chuẩn là khi cắt ra nó có cái hang ở bên trong như vậy nè các bạn. Bên trong này nó thấm đượm cái phần bơ, nó ngọt ngọt, béo béo và có cái vị muối hơi mặn mặn. Rất là tuyệt vời luôn. Và bánh rất là xốp, ở bên ngoài thì nó giòn. Công thức bánh ngày hôm nay thật ra là cách đây 1 năm Phương đã có ra video, nhưng mà lúc đó thì mình quay chủ yếu là giữ lại lưu kỷ niệm với con, cho nên là mình không có giải thích nhiều. Nhưng mà video clip ngày hôm nay thật sự là Phương đã giải thích rất là tỉ mỉ. Phương mong rằng các bạn sẽ thành công. Phương dành tặng cho chị Minh Hoàng ở bên Pháp nha. Phương cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở video clip tiếp theo.